thì hôm nay tôi có tìm được một cái AirPods Pro như thế này, nhưng mà giá của nó rất là học sinh sinh viên luôn á. Mọi người hãy cùng coi với tôi cái chất lượng của tai nghe này như thế nào ha. Phía bên ngoài của nó thì không có khác gì mấy so với là hàng chính hiệu, nhưng mà quan trọng nhất là chất lượng âm thanh, nên là bây giờ tôi sẽ khui ra cho mọi người coi phía bên trong hộp của nó ha. Thì đầu tiên bên trong hộp là sẽ có những tờ giấy như thế này, hộp đựng tai nghe, ở dưới sẽ kèm theo là dây sạc với là những cái nút để mà các bạn thay khi mà cái đầu tai nghe ở cũ của mình đã bị dơ á. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái hộp cho mọi người xem nha. Thì đương nhiên là nó sẽ khác so với lại hàng chính hãng tiền triệu mình bỏ ra, nhưng mà quan trọng mình nói rồi, nó quan trọng đó là chất lượng âm thanh nó mang lại. Thì bây giờ mình sẽ kết nối thử với lại cái điện thoại của mình nha. Thì mình thấy là cái này kết nối khá là nhanh. Mình kết nối rồi, xong rồi cái bây giờ mình mở ra lại, mình chỉ cần mở cái nắp hộp thôi là nó sẽ auto kết nối lại điện thoại mình luôn. Và mình thấy thì nó cũng có đủ chức năng của cái AirPods Pro á. Ví dụ như là xuyên âm, khử tiếng ồn, bên trái bên phải mình đều điều chỉnh được hết. Và cái âm thanh mà tai nghe này mang lại thì mình cũng khá là hài lòng, tại vì nó cũng rất là lớn, rõ, sắc nét, bass bổng thì rất là ok. Mình thấy cái này cũng khá là hợp lý để dành cho các bạn học sinh sinh viên luôn á, nhất là những người mà đi học hay mất đồ như mình. Link sản phẩm sẽ để trong bio của mình vậy nha. Bye bye, hẹn gặp lại.